Ok, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài vẽ cái đèn tròn mây tràn. Thì trong bài số 42 chúng ta đã được học cách vẽ cái đèn mây tràn tương tự, nhưng mà cái lưới của nó sẽ khác đáng kể so với cái đèn này. Với bài hôm trước thì các bạn thấy rằng cái lưới của nó rất là lung tung và ngẫu nhiên, nó không có cái quy luật nào hết. Còn với cái bài này các bạn có thể để ý những cái sợi này nó chạy ngang, chạy dọc, có tuyến và có những cái sợi to, sợi nhỏ khác nhau. Thì chúng ta chỉ cần vận dụng tư duy sáng tạo một chút là có thể vẽ được cái đèn giống như vậy. Thì những cái lưới ngang dọc như này các bạn biết rằng chúng ta có thể sử dụng cái tính năng grid shape từ một đối tượng poly, nhưng cụ thể ở đây chính là đối tượng sphere. Sau đó chúng ta sẽ quay cho nó ngẫu nhiên. Các bạn có thể chỉnh lưới ngang dọc cho nó dễ. Ok, deep poly. Tôi chọn cái độ 2, chọn cạnh này, grid shape. Sau đó các bạn có thể bật 3D ảo của đối tượng này lên. Đây, nó khoảng tầm 3 ly. Để quay nó tự nhiên hơn, các bạn có thể quay tay hoặc có thể vào tool chọn Ray. Kế tiếp ở đây tôi sẽ lưu tâm đến cái mục rotate này. Chúng ta sẽ quay nó theo những cái trục khác nhau. Preview X, Z rất là nhanh chóng. Các bạn có thể để dần hoặc copy, nếu copy thì các bạn nên xong rồi các bạn nên đã tách lại. Những cái sợi khác chúng ta làm tương tự. Ở đây tôi có thể chọn cái cạnh nhỏ hơn. Grid shape. Thì những cái sợi to nhỏ khác nhau, ở đây tôi có thể để cái này khoảng tầm 2.5. Tương tự vào tool chọn array. Preview. Ok. Để có những sợi trong, sợi bên ngoài thì cái đối tượng sphere các bạn nó sẽ bé hơn. Giảm đi một chút. Tương tự, chúng ta sẽ grid shape. Lần này tôi sẽ grid shape cạnh dọc. Để này nó nhỏ thôi, khoảng 2 ly. Tool Array. Ok. Lại chọn tiếp một cảnh khác. Tool Array. Ok. Nếu muốn làm công nghiệp nhanh nữa, tôi sẽ ẩn cái đối tượng này đi. Sau đó quét toàn bộ đối tượng. Gán cho nó cái vật liệu màu ghi xám. Xong rồi tôi sẽ xoay tay. Xoay nó một chút. Xoay lên trên này một chút. Ok. Và như vậy là các bạn đã thấy rằng tôi đã thể hiện xong cái đèn mây tràn dạng lưới đi, nó có tuyến như này. Để cái biên dạng của nó méo mó hơn, các bạn có thể sử dụng một cái modifier đó là noise. Trước tiên đây chúng ta sẽ cần phải attach tất cả những cái đối tượng này lại. Bằng cách là tôi sẽ quét toàn bộ đối tượng này. Convert nó sang poly. Attack. Sau đó tôi sẽ áp cho nó một cái modify noise biến dạng theo từng trục.
Các bạn có thể chỉnh thêm thông số scale để cái độ biến dạng nó bé hơn, làm cho cái vật thể chúng ta nó biến dạng nó có nhiều chi tiết hơn. Ok. Có cái đèn phía trên rất là dễ rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp.